8 điểm khác biệt, Quê Matta. Dầu 8 điểm khác biệt này được nêu ra ở cuối phần lịch sử của Đức Phật Gautama trong bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá. Ở đây, trong tác phẩm này, chúng ta nêu ra ở cuối lịch sử của 24 vị Phật. Để chúng không nằm quá xa với loạt lịch sử mà chúng có liên quan, bắt đầu từ lịch sử của Đức Phật Nhiên Đăng. Quê Matta là từ Pali xuất phát từ chữ Quý Matta. Quý có nghĩa là sai biệt và Matta nghĩa là chiều dài hay kích cỡ. Chư Phật có những đức tánh ngang bằng nhau và giống nhau, nhưng các ngài khác nhau về 8 điểm đặc biệt. 8 điểm đặc biệt ấy là 1. Thọ mạng sai biệt, Ayuwe Matta. 2. Xích lượng sai biệt, sự khác biệt về chiều cao, Pamana Quê Matta. 3. Tộc tánh sai biệt, sự sai biệt về dòng họ, Kula Quê Matta. 4. Tinh cần sai biệt, sự sai biệt về thời gian thực hành khổ hạnh, Pathana Quê Matta. 5. Hào quang sai biệt, sự sai biệt về hào quang tự thân, Rasmi Quê Matta. 6. Sa thừa sai biệt, sự khác biệt về các phương tiện chuyên chở trong việc xuất gia, Yana Quê Matta. 7. Bồ đề thọ sai biệt, sự khác biệt về cây giác ngộ, Bồ thí Quê Matta. 8. Bảo tọa sai biệt, sự khác biệt về bồ đoàn giác ngộ, Palanka Quê Matta. 1. Thọ mạng sai biệt, Ayuwe Matta. Ayuwe Matta là sự khác biệt về tuổi thọ của chư Phật. Chư Phật Cô Đanh Nhá, Anumadasi, Paduma, Padumottara, Attadasi, Siddhartha và Tít Xá. Tất cả những vị Phật này đều xuất hiện khi thọ mạng của loài người 100.000 tuổi. Chư Phật Mangala, Sumana, Sophita, Narada, Sumedha, Suchata, Piyadasi và Pusa. 8 vị Phật này đều xuất hiện khi thọ mạng của loài người là 80.000 tuổi. Chư Phật Rewata và Wesapu, 2 vị Phật này xuất hiện khi thọ mạng là 60.000 tuổi. Đức Phật Vipassi xuất hiện khi thọ mạng là 80.000 tuổi. Đức Phật Sikhi xuất hiện khi thọ mạng là 70.000 tuổi. Đức Phật Các Cú Sanh Thá xuất hiện khi thọ mạng là 40.000 tuổi. Đức Phật Konagamana xuất hiện khi thọ mạng là 30.000 tuổi. Đức Phật Kassapa xuất hiện khi thọ mạng là 20.000 tuổi. Và Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện khi thọ mạng là 100 tuổi. Người ta có thể lý luận rằng những vị Phật này nên có thọ mạng bằng nhau vì các ngài đều là những bậc đại sĩ đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật ở mức độ cao nhất. Về vấn đề này, một bài giải thích chi tiết được nêu ra của phần chú giải bài kinh Mahapandita Sutta của bộ Sutta Mahavagga Attakatha được trích dẫn như sau. Thọ mạng của loài người trong thế gian tùy thuộc vào sự thọ trì đạo đức, chánh pháp của người cai trị. Khi người cai trị thọ trì chánh pháp thì tất cả dân chúng trong nước cũng làm theo và chư thiên cũng làm vậy. Sẽ làm cho mưa rơi xuống và ban cho nhiều điều lợi ích khác. Điều này dẫn đến mưa thuận gió hòa và rau trái ngon bổ, khiến dân chúng được khỏe mạnh và sống lâu. Khi người cai trị không thọ trì chánh pháp thì nhiều người dân cũng vậy. Chư thiên cũng không quan tâm đến việc tạo mưa đầy đủ và những điều kiện thuận lợi khác. Kết quả là rau trái xấu đi, thiếu dưỡng chất và khí hậu bất thường, kết quả là dân chúng không được khỏe mạnh và tuổi thọ ngắn đi. Như vậy, những vị Phật xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng lâu dài sẽ trường thọ và những vị Phật xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng ngắn thì cũng theo quy luật đó. Dầu tất cả chư Phật có khả năng kéo dài tuổi thọ của các ngài do kết quả của nghiệp quá khứ của các ngài tác động đến sự thọ sanh, nhưng thọ mạng của các ngài vẫn khác nhau theo bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá. Trong đó nói rằng, Upachitta Banya Samparanang Dikha Yuka Samvattanika Kammasa Mubetanang Piputthanang Yusa Vasena Ayuppamanang Asammanang Ahosi. Dầu các ngài có đầy đủ phước quá khứ, có thể đem lại sự trường thọ, nhưng tuổi thọ của chư Phật vẫn không giống nhau, tùy theo thọ kiếp Ayuppa của các ngài. Lấy một ví dụ trong thế gian, cây gỗ tuyết có khả năng sống đến 1.000 năm, nhưng nếu hạt của nó được gieo xuống trên vùng đất khô cằn, sỏi đá thì nó không thể sống lâu đến thời gian ấy. Tương tự, dầu phước nghiệp của chư vị Bồ Tát trong kiếp cuối cùng của ngài tạo ra sự thọ sanh và có khả năng làm cho thọ mạng được lâu dài, nhưng nếu các ngài chứng đắc Phật quả trong thời kỳ thế gian có thọ kiếp ngắn ngủi, giống như cây gỗ tuyết mọc lên ở vùng đất khô cằn,
Thọ mạng của các ngài cũng theo quy luật đó. Thọ mạng mà Đức Phật xuất hiện. Chư Phật không xuất hiện trong kiếp mà thọ mạng của loài người đang ở trong thời kỳ gia tăng. Vì nếu Đức Phật xuất hiện trong thời kiếp như vậy và thuyết pháp về vô thường, vân vân, thì chúng sanh sẽ không hiểu về các tướng vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi, vì tuổi thọ của họ đang ở trong thời kỳ đi lên. Vì lý do này mà chư Phật không xuất hiện trong những kiếp tăng. Các ngài chỉ xuất hiện trong những kiếp giảm mà thôi. Ngay cả trong những kiếp giảm, chư Phật cũng chỉ xuất hiện trong những kiếp có thọ mạng cao nhất là 100.000 năm. Các ngài không xuất hiện trong những kiếp có thọ mạng nhiều hơn 100.000 năm, vì sự thuyết pháp về tam tướng của các pháp hữu vi của các ngài lúc ấy sẽ giống như nước đổ lá muôn. Khi thọ mạng giảm xuống thấp hơn, trong khoảng từ 100.000 năm đến mức thấp nhất là 100 năm. Trong khoảng thời gian ấy, các ngài mới xuất hiện. Khi thọ mạng giảm xuống thấp hơn 100 năm, thì chư Phật cũng sẽ không xuất hiện. Vì lúc ấy phiền não, tham, sân và si của chúng sanh quá nhiều, nên họ không thể chứng ngộ được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Do đó, những thọ kiếp thấp hơn 100 năm đều không có chư Phật xuất hiện. Như vậy, chư Phật chỉ xuất hiện trong những kiếp có thọ mạng cao nhất là 100.000 tuổi và thấp nhất là 100 tuổi. Dầu chư Phật xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, nhưng các ngài chỉ xuất hiện ở thọ kiếp nào có thọ mạng phù hợp với thọ mạng của kiếp mà các ngài đã hoàn tất các pháp ba la mật lúc còn là Bồ Tát. Những vị Bồ Tát hoàn tất phận sự thực hành các pháp ba la mật trong kiếp có tuổi thọ là 100.000 năm, thì các ngài sẽ thành Phật trong kiếp có thọ mạng ấy. Những vị Bồ Tát chưa hoàn tất phận sự thực hành các pháp ba la mật và không thể thành Phật trong kiếp có thọ mạng 100.000 năm, mà chỉ xuất hiện thành Phật trong những kiếp nào có thọ mạng giống như kiếp mà các ngài hoàn tất các pháp ba la mật. Những kiếp như vậy có thể là những kiếp có thọ mạng 90.000 năm hoặc 80.000 năm, 70.000 năm, 60.000 năm, vân vân. Trong hiền kiếp Phát Đá Cáp Bá này, Đức Phật Ca Cú Sanh Thá xuất hiện trong kiếp có thọ mạng 40.000 năm, sau ngày là một trung kiếp Antara Cáp Bá trôi qua. Và Đức Phật Cô Na Gám Á Ná xuất hiện trong kiếp có thọ mạng 30.000 năm, rồi một trung kiếp trôi qua, và Đức Phật Cát Sáp Á xuất hiện trong kiếp có thọ mạng 20.000 năm. Từ dữ liệu này, chúng ta có thể đoán ra rằng Đức Phật Gotama của chúng ta đã xuất hiện theo cách tương tự như thế, tức là trong thọ kiếp 10.000 năm khi một trung kiếp đã trôi qua sau Đức Phật Cát Sáp Á, nhưng Ngài không thể xuất hiện khi ấy vì các pháp ba la mật của Ngài chưa đạt đến mức thành thục. Ngài cũng không thể xuất hiện trong thọ kiếp 5.000 năm, hoặc 1.000 năm, hoặc 100 năm. Lý do là sự thành tựu viên mãn các pháp ba la mật của Ngài chỉ xảy ra trong kiếp Ngài sanh làm Thái tử Vesantara. Chỉ trong kiếp ấy, các pháp ba la mật của Ngài mới đạt đến mức đầy đủ nhất. Kiếp Ngài sanh làm Thái tử Vesantara xảy ra trong kiếp có thọ mạng là 100 năm. Kể từ đó, sự thực hành các pháp ba la mật của Ngài đi đến chỗ kết thúc. Các pháp ba la mật đã được thành tựu hoàn toàn. Như vậy, Đức Phật Gotama chỉ xuất hiện trong kiếp cùng thọ mạng là 100 năm. 2. Xích lượng sai biệt Pamana Vemata. Pamana Vemata là sự khác biệt về chiều cao của chư Phật. Chiều cao của 6 vị Phật Dipankara, Rewata, Piyadasi, Athadasi, Thammadasi và Vipassi là 80 hát tai. Chiều cao của 4 vị Phật Cô Đanh Nhá, Mangala, Narada và Sumetha là 80 hát tay. Chiều cao của Đức Phật Sumana là 90 hát tay. Chiều cao của 5 vị Phật Sophita, Anomadasi, Paduma, Padumuttara và Pusa là 58 hát tay. Chiều cao của Đức Phật Suchata là 50 hát tay. Chiều cao của 3 vị Phật Siddhartha, Tissa và Vesapu là 60 hát tay. Chiều cao của Đức Phật Si Khi là 70 hát tay. Các chiều cao của những vị Phật Ca Cú Sanh Thá, Cô Na Gám Á Ná và Kassapa lần lượt là 40 hát tay, 30 hát tay và 20 hát tay. Đức Phật Gotama cao 16 hoặc 18 hát tay. Cần chú ý rằng những sai biệt về chiều cao của chư Phật được tạo ra do bởi khí hậu và vật thực. Vì chư Phật xuất hiện từ cõi nhân loại mang hình hài của con người, nên thọ mạng của các ngài cũng tự nhiên giống như thọ mạng của bao người khác. Chư Phật xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng 90.000 năm, thì các ngài sống đến 90.000 năm. Như vậy, thọ mạng của chư Phật phù hợp với thọ mạng của loài người. Tuy nhiên,
Chiều cao của các ngài không thể quyết định bằng thọ mạng của các ngài được. Bởi vì dầu các ngài xuất hiện có cùng thọ mạng, chẳng hạn 100 năm, nhưng chư Phật Dipankara, Atthadasi và Thammadasi chỉ cao 80 hắc tay, còn Đức Phật Kodanya thì cao 80 hắc tay. Chư Phật Anomadasi, Paduma và Padumottara thì cao 58 hắc tay. Chư Phật Siddhartha và Tích Xá thì cao 60 hắc tay. Điều này cho thấy rằng chiều cao của chư Phật chẳng liên quan gì đến thọ mạng của các ngài. Nếu chư Phật có cùng tuổi thọ mà khác nhau về chiều cao, như vậy thì chẳng có gì để nói về các vị Phật xuất hiện trong những thời kỳ khác nhau. Qua câu nói trong điều học Nanda Sikkhapada Ratana Vakga Pachitiya Pali Vinaya Pitaka rằng người em trai của Đức Phật Đại Đức Nanda chỉ thấp hơn Đức Phật hai lóng tay, có thể nói rằng những người khác cùng thời đều cao gần bằng Đức Phật, dầu họ không cùng chiều cao. Do đó, có thể suy ra rằng chiều cao của Đức Phật bằng với chiều cao của những người cùng thời với Ngài. Nhưng nói vậy không có nghĩa là hai bên đều cao bằng nhau một cách chính xác. Sở dĩ Đức Phật với những người đồng thời có chiều cao xem với nhau là do hai yếu tố, khí hậu và vật thực. Khi người cai trị và dân chúng trong nước không sống chân chánh, ngoại trừ những bậc thánh và các bậc hiền trí, thì có thể xảy ra khí hậu bất thường và vật thực thiếu chất bổ dưỡng, nên thân sắc của họ cũng bị ảnh hưởng theo, không phát triển hết mức của nó. Ngược lại, các đặc điểm của thân thể sẽ phát triển tốt nếu đạo đức hưng thịnh trong dân chúng. 3. Tộc tánh sai biệt, cú lá quê mát tá. Cú lá quê mát tá là sự khác biệt về dòng tộc của chư Phật. Chư Phật, các cú sanh thá, cô na gá má ná và cá sá pá xuất thân từ dòng Bà La Môn, trong khi đó 20 vị Phật còn lại đều sanh ra từ dòng Sắc Đế Lị. Khi mọi người trong thế gian công nhận những vị Sắc Đế Lị là cao quý, thì chư Phật xuất thân từ dòng dõi Sắc Đế Lị. Khi họ công nhận các vị Bà La Môn là cao quý, thì chư Phật sanh ra từ dòng Bà La Môn. 4. Tinh cần sai biệt, Patthana Quê Mát Tá. Patthana Quê Mát Tá là sự khác biệt về thời gian tu khổ hạnh. 7 vị Phật Dipankara, Kodanya, Sumana, Anomadasi, Suchata, Siddhartha và các cú sanh thá đều thực hành pháp khổ hạnh trong 10 tháng. 4 vị Phật Mangala, Sumetha, Tích Xá và Sikhi đều thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Đức Phật Rewata thực hành khổ hạnh trong 7 tháng và Đức Phật Sophita thực hành khổ hạnh trong 4 tháng. 3 vị Phật Paduma, Atthadasi và Vipassi đều thực hành khổ hạnh trong nửa tháng, 15 ngày. 4 vị Phật Narada, Padumottara, Thammadasi và Kassapa đều thực hành khổ hạnh trong 7 ngày. Chư Phật Pijadasi, Bhutsa, Quesaphu và Konagamana thực hành khổ hạnh trong 6 tháng. Đức Phật Gotama của chúng ta, bậc Thế Tôn của ba cõi, có những ân đức bất khả tư nghị, đã thực hành khổ hạnh trong 6 năm. Cũng như có những lý do về sự bất đồng về thọ mạng, vân vân. Cũng vậy, ở đây có duyên cớ về sự khác biệt về thời gian thực hành pháp khổ hạnh, đặc biệt trong trường hợp của Đức Phật Gotama. Qua tìm hiểu, có thể thấy rằng sự khác biệt này do bởi nghiệp quá khứ của Ngài. Nói rõ hơn, trong bài kinh Búp Bá Căm Má Quý Lô Thí Cá, cuốn 1, chính Đức Phật dạy rằng, về ác nghiệp trổ quả trong sự thực hành khổ hạnh của Ngài, nên Ngài phải trải qua 6 năm khổ hạnh. Áwachahang, Chotipalo, Sugatang, Kassapang, Tadda, v.v. Trong thời Đức Phật Kassapa, ta là Chotipala, là một thanh niên Bà La Môn. Khi ấy, ta đã khờ dại mà xúc phạm Ngài bằng lời nói. Làm sao mà kẻ trọc đầu này có thể chứng đắc A-la-hán, đạo tuệ và nhất thiết trí được? Những điều ấy rất khó chứng đắc. Do khẩu ác nghiệp ấy mà ta phải trải qua 6 năm thực hành khổ hạnh trong kiếp cuối cùng của ta. Xét về vấn đề được nêu ra trực tiếp trong kinh tạng rằng Đức Phật đã phải trải qua 6 năm để thực hành pháp khổ hạnh do bởi sự xúc phạm trong quá khứ của Ngài. Chúng ta có thể hiểu rằng những vị Phật thực hành khổ hạnh chỉ trong 7 ngày đã làm như vậy theo đúng với các nghiệp đủ to lớn của các ngài. Do đó, có thể nói rằng sự biết về thời gian thực hành pháp khổ hạnh là do ảnh hưởng của nghiệp quá khứ mà các ngài đã gieo tạo. Dầu các sự khác biệt về thời gian thực hành sa môn pháp Patthana Vinaya ngay trước khi các ngài thành Phật, nhưng một khi các ngài đã đạt được
Mục tiêu cứu cánh thì những mức độ tinh tấn mà các ngài đã thể hiện là một trong sáu oai lực của một vị Phật, đều y hệt như nhau. 5. Hào quang sai biệt, Rasmi Vemata. Rasmi Vemata là sự khác biệt về hào quang phát ra từ thân. Hào quang của Đức Phật Mangala chiếu sáng trong khắp 10.000 thế giới. Hào quang của Đức Phật Padumottara chiếu sáng xa 12 do tuần. Hào quang của Đức Phật Quý Bá Si xa 7 do tuần. Hào quang của Đức Phật Xí Khi xa 3 do tuần. Hào quang của Đức Phật Ca Cú San Thá xa 10 do tuần. Hào quang của Đức Phật Gotama xa 1 sải tay, tức 4 hát tay. Hào quang của những vị Phật còn lại không thường chiếu, nhưng nếu muốn các ngài có thể làm cho chúng chiếu xa bao nhiêu cũng được. Tatra Rasmi Vemattang Achasayapati Bathang Yo Yatakang Ichyati Tassa Tataka Sarirabhapha Parati Mangalatsa Pananichang Pidasa Sahasi Lokathatung Pharatuti Achasayo Ahosi Sutta Mahamagga Commentary Chatha Sangayana Edition Trang 18. Trong các điều sai biệt, hào quang sai biệt có liên quan đến ước nguyện của Đức Phật trong thời gian Ngài còn đang thực hành các pháp Ba La Mật. Vào lúc thực hành các pháp Ba La Mật, nếu vị Bồ Tát ấy muốn hào quang từ thân chiếu xa đến bao nhiêu, thì khi thành Phật, hào quang ấy sẽ chiếu xa bấy nhiêu. Tuy nhiên, ước nguyện trong quá khứ của Đức Phật Mangala là xin cho hào quang của tôi chiếu sáng khắp 10.000 thế giới. Trong bộ tí cá của chú giải này, Achasaya được giải thích là lời nguyện được nói ra trong khi Bồ Tát đang thực hành các pháp Ba La Mật. Khi người ta tìm kiếm nguyên nhân về sự khác biệt giữa hào quang của các vị Phật, người ta có thể nói rằng chính do các pháp Ba La Mật mà các ngài đã thực hành. Các nhà chú giải đã giải thích trong câu chuyện về Đức Phật Mangala, bậc có hào quang chiếu sáng khắp 10.000 thế giới. Trong kiếp cuối cùng của ngài, giống như kiếp Bồ Tát Gotama sanh làm Thái tử Vesantara, trong khi đang thực hành các pháp Ba La Mật, có một thời Bồ Tát Mangala đang sống với gia đình trên một ngọn đồi, giống như đồi Quang Cá Papata. Một dạ so nọ tên Kharadathika trong hình tướng một vị Bà La Môn đã xin Bồ Tát bố thí hai đứa con. Khi nghĩ rằng ta sẽ hoan hỷ bố thí chúng, ngài thật sự đã làm như vậy. Khi đang đứng dựa vào cái hàng rào bằng các thanh gỗ ở cuối con đường mòn, dạ so đã ăn thịt hai đứa con trai và con gái ngay trước mặt Bồ Tát, tựa như nó đang nhai những cọng sen. Khi Bồ Tát nhìn vào dạ xoa, ngài thấy những dòng máu bắn ra từ miệng của dạ xoa, giống như những ngọn lửa. Nhưng ngài không chút sầu bi, ta đã thực hiện tốt việc bố thí. Nghĩ như vậy, ngài thực sự hoan hỷ với việc làm ấy. Do kết quả của việc phước này, xin cho hào quang từ thân của tôi trong tương lai sẽ chiếu sáng như vậy. Bồ Tát đã nói lên lời nguyện như vậy, do kết quả của lời nguyện này mà khi thành Phật, hào quang từ thân của ngài chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẻm trong 10.000 thế giới. Từ bài giải thích này nên hiểu rằng sai biệt về hào quang tùy thuộc vào chư Phật đã nguyện hoặc không nguyện trong quá khứ. Khi nói về hào quang từ thân, người ta thường ám chỉ về hào quang tự nhiên của chư Phật. Nếu được tạo ra bằng năng lực của các ngài theo đúng với ước muốn của các ngài, thì bất cứ vị Phật nào cũng có thể phát sáng ra bao nhiêu tùy thích. Về vấn đề lực, hoàn toàn không có sự khác biệt. Không thể nói rằng vị Phật này có lực ít hơn, vị Phật kia có oai lực nhiều hơn. Ba loại hào quang từ thân. 1. Vajjamabhapha. Loại hào quang này thường xuyên phát ra từ thân tự nhiên của Đức Phật. Dài một sải tay, hào quang phủ quanh thân của Đức Phật rất dày đặc, đến nỗi người ta khó có thể nhìn thấy thân của Ngài. Khi người ta nhìn vào ánh sáng của bóng đèn điện cách xa khoảng một cây tre, họ sẽ nghĩ rằng đốm ánh sáng là quả cầu lửa. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ và gần hơn, người ta có thể nhìn thấy tim của bóng đèn đang cháy sáng. Dường thế ấy, thân của Đức Phật có những tia hào quang bao quanh, mỗi chùm hào quang dài một sải tay. Những tia hào quang ấy được gọi là Yamabhapha. 2. Asitinichalophasa. Loại hào quang này là sự liên tục của loại hào quang Yamabhapha và chiếu xa 80 hát tay. 3. Disapharana. Loại hào quang này chiếu sáng vô số thế giới do bởi máu huyết v.v. của Đức Phật trở nên rõ ràng hơn khi Đức Phật quán về giáo lý Pathana, một trong bảy bộ luận, hoặc khi Ngài thị hiện song thông hoặc những trường hợp khác. Hai loại hào quang. Phẩm chất đặc biệt từ nước da của Đức Phật và nhân loại, chư thiên phạm thiên,
có thể thấy được thì gọi là hào quang. Theo tạng Abhidhamma, hào quang Yamapapa là hào quang Asitinic Chalophasa, được gọi là hào quang phát sanh do phước nghiệp quá khứ Kammachá, hay hào quang phát sanh do thời tiết được tạo duyên bởi nghiệp Utuchá Kammapachchá. Vì hai loại hào quang này có nghiệp quá khứ là nhân của chúng, hào quang do tâm sanh Chittachá, hoặc hào quang do thời tiết sanh do tâm làm duyên sanh Chittapachchá Utuchá, vì nguyên nhân của nó là tâm trong suốt. 6. Sa thừa sai biệt Yana Quê Mát Tá. Yana Quê Mát Tá là phương tiện đi lại của Bồ Tát sử dụng trong lúc xuất gia. Đức Phật đi băng cá rá, Sú Má Ná, Sú Mê Thá, Pút Xá, Xí Khi và Cô Na Gá Má Ná đi xuất gia bằng voi. Đức Phật Cô Đan Nhá, Rê Quá Tá, Pá Đú Má, Pí Giá Đá Xì, Quý Pá Xì và Cá Cú San Thá đi xuất gia bằng xe ngựa kéo. Đức Phật Măng Gá Lá, Sú Cha Tá, Á Tha Đá Xì, Tí Xá, Gô Tá Má đi xuất gia bằng ngựa. Đức Phật Narada tự mình đi xuất gia, đi bộ. Đức Phật Sô Phí Tá, Padu Mottara, Thammadassi và Kassapa đi xuất gia bằng hoàng cung bay bổng lên không trung. Như vậy, sự khác biệt về phương tiện đi lại mà chư Bồ Tát trong lúc xuất gia được gọi là Yana Quê Mát Tá. 7. Bồ Đề Sai Biệt. Bồ Thí Quê Mát Tá là sự sai biệt về cây Bồ Đề, nơi thành đạo của mỗi vị Phật. Sự thành đạo của Đức Phật đi băng cá rá xảy ra dưới cội cây Nirodha. Sự thành đạo của Đức Phật Cô Đan Nhá xảy ra dưới cội cây Salakayani. Sự thành đạo của chư Phật Mangala, Sumana, Revata và Sophita xảy ra dưới cội cây Thiết Mộc Naga. Đức Phật Anomadasi thành đạo dưới cội cây Achutna. Chư Phật Paduma và Narada thành đạo dưới cội cây Mahasona. Đức Phật Padumuttara thành đạo dưới cây Salala. Đức Phật Sumetha thành đạo dưới cội cây Mahanipa. Đức Phật Suchata thành đạo dưới cội cây Mahawelu. Đức Phật Pijadasi thành đạo dưới cội cây Kakutha. Đức Phật Atthadasi thành đạo dưới cội cây Kampaka. Đức Phật Thammadasi thành đạo dưới cội cây Bimbichala. Đức Phật Siddhartha thành đạo dưới cội cây Kanikara. Đức Phật Tích Xá thành đạo dưới cội cây Asana. Đức Phật Bút Xá thành đạo dưới cội cây Amalaka. Đức Phật Quý Bá Si thành đạo dưới cội cây Patali. Đức Phật Xí Khi thành đạo dưới cội cây Bundarika. Đức Phật Quế Sa Phu thành đạo dưới cội cây Mahasala. Đức Phật Các Cú San Thá thành đạo dưới cội cây Sirisa. Đức Phật Cô Na Gá Má Ná thành đạo dưới cội cây Udumbara. Đức Phật Kassapa thành đạo dưới cội cây Nirodha. Đức Phật Gotama thành đạo dưới cội cây Asattha. Bốn thánh đạo được gọi là Bồ Thí bởi vì nó dẫn đến trí tuệ giác ngộ tứ diệu đế. Nhất thiết trí được gọi là Bồ Thí bởi vì nó dẫn đến trí tuệ giác ngộ điều nên giác ngộ. Định nghĩa của nó là Pucchati, tí Bồ Thí. Cái gì biết tứ đế và cái gì biết điều cần biết thì cái đó là Bồ Thí. Cây mà ở đó Bồ Tát ngồi giác ngộ tứ diệu đế và những pháp khác cần được biết thông suốt cũng được gọi là Bồ Thí. Định nghĩa ở đây là Bút Chát Tí, Ê Thác Tí, Bồ Thí. Cây mà ở dưới đó vị Bồ Tát giác ngộ tứ diệu đế và tất cả những gì cần được biết thì gọi là Bồ Thí. 8. Bảo tọa sai biệt Bàn Lan Cá Quê Mát Tá. Bàn Lan Cá Quê Mát Tá là sự khác biệt về chiều cao bảo tọa của Đức Phật. Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Đi Băng Cá Rá, Rê Quá Tá, Piyadasi, Athadasi, Thammadasi và Quý Bá Si, tất cả đều cao 50 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Cô Đan Nhá, Mangala, Narada và Sú Mê Thá cao 57 hát tay. Bồ đoàn của chư Phật Sú Má Ná cao 60 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Sô Phí Tá, Ano Má Đá Si, Pá Đú Má, Pá Đú Mút Tá Rá và Pút Xá cao 38 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Sú Cha Tá cao 32 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Siddhartha, Tích Xá và Vesaphu cao 40 hát tay. Bồ đoàn của Đức Phật Xí Khi cao 32 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Các Cú San Thá cao 26 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Cô Na Gá Má Ná cao 20 hát tay. Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Kassapa cao 15 hát tay.
Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Gotama cao 14 hát tay. Hai loại bảo tọa. Về vấn đề này, nên lưu ý rằng có hai loại bảo tọa: Afuchana Palanka và Asana Palanka. Trong hai loại này, Afuchana Palanka nghĩa là thế ngồi kiết già như trong câu Pali Nisi Dati Palankan Achut Chitoa, bài kinh Maha Sati Patthana Sutta, v.v. Còn Asana Palanka nghĩa là một loại ghế ngồi. Asana Palanka có nhiều loại như Sethi Palanka, Racha Palanka, Naga Palanka, Dewa Palanka, Thamma Palanka, Bhuthi Palanka, v.v. Trong bài chú giải của Bổn Sanh Mahaka Chataka Suchi Vakka Chattha Nipata có đoạn nói rằng Gaccha Imang Amhakan Kharang Anetoa Mama Palanke Nisida Petoa Amhakan Patijatta Phatassa Patang Dapehi. Ngươi hãy đi thỉnh Đức Phật độc giác về nhà ta, hãy thỉnh Ngài ngồi trên chiếc ghế của ta và trút vật thực dành cho ta vào trong bát của Ngài. Đó là chiếc ghế của vị trưởng giả xứ Varanasi. Bali gọi là Sethi Palanka, ghế của người giàu có. Có loại ngai vàng gồm có 1. Sihasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ có những hình sư tử ở dưới đế và được đặt ở chánh phòng của hoàng cung, nơi mà đức vua chủ tọa những cuộc họp triều. 2. Hamsasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ thiên găng có hình thiên nga ở đế và được đặt ở giảng đường Chetawana, ở đó đức vua đến làm lễ tam bảo. 3. Sankhasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ xoài có hình vỏ ốc ở đế và được đặt ở phòng để vua ngồi vấn khăn đầu. 4. Rammasasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ Karaway có hình con ong ở đế và được đặt ở phòng nghỉ của vua. 5. Gacchasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ Saga có hình con voi ở đế và được đặt ở pháp đình, nơi mà đức vua ban thưởng hoặc ra hình phạt. 6. Mayurasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ pan có hình chim công ở đế và được đặt ở phòng phía bắc, nơi mà vua tiếp nhận những con voi và những con ngựa làm cống phẩm. 7. Migasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ cây sung có hình con nai ở đế và được đặt ở nam phòng, nơi mà vua chủ tọa những buổi họp. Và 8. Padumasana Palanka, ngai vàng làm bằng gỗ mít có hình hoa sen ở đế và được đặt ở phòng phía tây, nơi mà vua ngồi đó để người ta tỏ sự tôn kính. 8 loại ngai vàng này dành cho vị hoàng đế hoặc 84.000 cái ngai vàng dành cho vị vua chuyển luân vương. Mahasudassana được gọi là Racha Palanka. Ngai vàng của Long Vương thì gọi là Naga Palanka. Loại ngai vàng được nêu ra trong bài kinh Chana Vassapha Sutta, bài kinh Maha Govinda Sutta, v.v. của bộ Sutta Maha Vakka như sau. Phạm Thiên Sunan Kumara có thể ngồi vào chiếc ngai vàng của vị Phạm Thiên nếu vị ấy thích. Và loại bảo tọa bằng hồng ngọc có kích thước một do tuần dành cho Đại Đức Maha Mungalana như trong bài kinh Chula Tanha Sankhaya Sutta được gọi là Dewa Palanka. Loại bảo tọa dành cho hai vị trả lời về Tam Tạng, Đại Đức Upali và Đại Đức Ananda. Trong cuộc kiết tập Tam Tạng lần thứ nhất, được giới thiệu trong bộ chú giải Sutta Silakhantha, v.v. Và những bảo tọa dành cho các bậc sư, bậc thánh cũng như chư Phật, v.v. được gọi là Thamma Palanka. Loại bảo tọa mà tất cả chư vị Bồ Tát ngồi kiết già với chí nguyện bất thối. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi này chừng nào ta chưa chứng được đạo quả A-la-hán đạo tuệ và nhất thiết trí, thì được gọi là Bodhi Palanka. Vì đó là chỗ ngồi mà chư Phật chiến thắng ngũ ma, nên bảo tọa ấy được gọi là vô địch bảo tọa Aparajita Palanka. Bodhi Palanka là bảo tọa nằm ở hướng đông cách cây bồ đề 4 hát tay. Cây bồ đề này mọc lên từ vùng đất thiên Bodhi Mandala, cao 100 hát tay và rất xinh đẹp. Bảo tọa từ lòng đất trồi lên ngay khi Bồ Tát rải 8 nấm cỏ tại chính chỗ ấy. Bảo tọa ấy có được là do kết quả của những phước nghiệp mà Bồ Tát đã gieo tạo trong quá khứ. Trong khi đang thực hành pháp Ba La Mật, bảo tọa được trang trí bằng nhiều loại châu báu và rất lộng lẫy. Vì đó là một nơi Bồ Tát chứng đắc đạo quả A-la-hán và nhất thiết trí, nên nó được gọi là Bodhi Palanka. Kết thúc cuốn 1 của bộ Đại Phật Sử.